Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà không biết lấy gì để đền đáp lại tấm thân tình của tất cả quý vị. Gọi là một buổi tiệc cuối năm, gọi là một chút gì đó hương hoa cho cuộc đời thêm tươi thắm, tạo cho quý vị có những điều mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị luôn luôn là những người đã cho và chúng tôi là những người đã nhận. Văn thơ làm việc miền Bắc California khởi sự từ những sự đóng góp của tất cả quý vị, quý thân hữu cũng như quý văn thi sĩ khắp nơi mà hiện diện nơi đây. Quý vị đã làm cho văn thơ lạc Việt càng ngày càng được đẹp hơn, tươi sáng hơn và tình thương thật dồi dào
trong nỗi niềm của ngày cuối năm 2015. Kính thưa quý vị, mùa Giáng sinh an bình, mùa của tình yêu thương là về, và năm cũ cũng sắp đi qua, để lại những điều gì đó mà chúng ta buộc phiền cho năm cũ. Chắc chắn năm mới chúng tôi sẽ mong ước cho tất cả quý vị, quý bậc trưởng thượng, quý bác, nhất là quý vị ngồi đây, chúng tôi biết rằng cuộc đời của quý vị đã trĩu trĩu đôi vai nặng trĩu, nhưng vẫn là những điều quý giá tốt đẹp nhất để chúng ta đón nhận một mùa Giáng sinh an bình, một ngày lễ tạ ơn, một buổi tiệc được gọi là cảm ơn trong cái ngày cuối năm của văn thơ Lạc Việt, mà những tâm tình của anh chị em, nhất là cô Chim Đầu Đàn, nhà thơ, nhà văn Trinh Nguyên cùng các anh chị em cố gắng tổ chức cho buổi tiệc ngày hôm nay để cảm tạ đến sự hiện diện, sự yêu thương và những gì mà quý vị đã góp một bàn tay tạo nên những ngày tháng của văn thơ Lạc Việt tại miền Bắc California. Kính thưa quý vị, để cho buổi tiệc cũng như sự chuẩn bị chu đáo, xin trân trọng kính mời anh Hoàng Thưởng bước lên đây để chuẩn bị cho buổi lễ được khai mạc trong giờ phút này. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị chiến hữu Hoàng Thưởng. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và cảm ơn quý vị Văn Thi Hữu đã có mặt trong ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên nghiêm chỉnh, chúng ta cùng chuẩn bị nghi thức chào Phúc Kỳ và Hoàng Hoàng của Hoa Kỳ. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị trong ban điều hành của Văn Thơ Lạc Việt lên sân khấu. Là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa.